Tối ngày 20 tháng 6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp gỡ thân mật với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Liên bang Nga. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Tổng thống Putin nhân chuyến thăm Việt Nam, góp phần thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương. Ngay từ sớm, khán phòng nhà hát lớn đã chật kín kế với gần 400 khách mời là những người từng có nhiều gắn bó, yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nga. Cuộc gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thắm tỉnh hữu nghị. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ xúc động được gặp gỡ giao lưu với những người bạn Việt Nam và luôn nhận được tình cảm nồng ấm từ thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga. Những người bạn trí tình của nước Nga có thể gian gắn bó và thấu hiểu về đất nước và con người Nga nhắc lại thành công trên nhiều lĩnh vực của rất nhiều người việt nam từng theo học tại liên bang nga tổng thống putin đánh giá cao đóng góp quan trọng của các thế hệ cựu sinh viên việt nam tại nga cho quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống hai nước tổng thống cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh kính yêu cũng như tinh thần bất khuất anh dũng của nhân dân việt nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay Nhà lãnh đạo Nga kỳ vọng các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước và con người Nga, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước phát biểu sau đó chủ tịch nước tô lâm cảm ơn chân thành tổng thống putin và đoàn đại biểu cấp cao liên bang nga trong lịch trình hoạt động dày đặc của chuyến công tác đến việt nam vẫn dành thời gian đến sự buổi giao lưu chủ tịch nước chia sẻ đây là cuộc gặp nồng ấm tin cậy của những người bạn gần gũi với tình cảm chân thành từ trái tim đến trái tim chủ tịch nước cho biết có người từng sống lao động học tập tại nga và cả những người chưa từng đặt chân đến nga nhưng luôn yêu mến nước nga cảm nhận tính nhân văn sâu sắc của thế giới nga tâm hồn nga ngôn ngữ nga qua từng trang sách thước phim câu chuyện kể của ông bà cha mẹ chủ tịch nước dẫn câu ngạn ngữ nga mọi sự giàu sang chẳng sánh được tình bằng hữu một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới và khẳng định nhân dân việt nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó thủy chung của những người bạn nga trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp việt nam và liên bang nga sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tin cậy lẫn nhau tiếp tục kề vai sát cánh giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách vì lợi ích của nhân dân hai nước Chủ tịch nước cho rằng những chia sẻ ngày hôm nay của đại biểu tham dự cuộc gặp đã minh chứng cho việc dù hai nước cách xa nhau vạn dặm nhưng người dân Việt Nam vẫn quan tâm dõi theo nước Nga, đồng thời hết sức vui mừng với thành tựu và phát triển của nước Nga, luôn chúc nước Nga thịnh vượng, phồn vinh và phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Sau lễ đón trang trọng tại Phủ Chủ tịch, chiều ngày 20 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin tiến hành hội đàm trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hai nước. Hội đàm diễn ra tại Phủ Chủ tịch với sự tham gia của các quan chức cấp cao giữa hai nước Việt Nam-Nga. Sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin đã xem và nghe các văn kiện được hai bên ký kết. Theo đó, 11 văn kiện được ký kết trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo và đại biểu cấp cao hai nước, bao gồm một Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. 2. Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Nga. 3. Bản kinh nhớ về lộ trình thực hiện dự án Trung tâm Khoa học Công nghệ Hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom. 4. Bản ghi nhớ giữa Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt Nga và Cơ quan Liên bang Nga về giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm để phòng chống dịch bệnh. 5. Cho giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lô 112 cho tập đoàn Zaru -Benet. 6. Thỏa thuận hợp tác cho đổi khoa học giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga Ranepa. 7. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Hà Nội và RANEPA. 8. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp Liên bang Viện Đông, FEFU. 9. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Kinh tế Cao cấp HSE. 10. Bản ghi nhớ về hợp tác tại Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Novatech. 11. Biên bản ghi nhớ giữa Công ty Cổ phần Quản lý BVIM và quỹ đầu tư trực tiếp Nga, RDIF. Tại họp báo sau hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin có ý nghĩa rất quan trọng, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản giữa Việt Nam lên bang Nga và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025 chủ tịch nước tô lâm nói tổng thống vladimir putin và tôi vừa có cuộc hội đàm rất thành công và cho biết trong không khí cởi mở chân thành hai bên đã trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác song phương chia sẻ quan điểm về các lĩnh vực trong khu vực và quốc tế cùng quan tâm vì mục tiêu phát triển đất nước hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới trên tinh thần đó hai bên nhất trí các định hướng giải pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga Trước đó, vào trưa ngày 20 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước với Tổng thống Putin. Việt Nam thực hiện nghi thức bắn 21 phát Đại Bác chào mừng chuyến thăm của Tổng thống Nga. Theo lịch trình dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trước đó, chuyên cơ chở Tổng thống Putin hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội lúc 1 giờ 45 ngày 20 tháng 6, đánh dấu lần thứ 5 ông trở lại Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga. Những lần trước đó vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Trong lịch trình chuyến thăm tại Việt Nam ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Putin đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trước cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng. Các hoạt động của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự kiến, sau khi hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Putin sẽ cùng Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng du học tại Nga tại nhà hát lớn Hà Nội. Lịch trình của ông Putin tại Việt Nam dự kiến kết thúc sau khi dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào tối cùng ngày. Trước đó trong cuộc họp báo sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin, hai bên cho biết đã thông qua tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nga. Các bộ ngành hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, tư pháp, thể dục thể thao đẩy mạnh hợp tác song phương. Tối 20 tháng 6, tại nhà hát lớn, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ thân mật với lãnh đạo Hội hữu nghị Việt-Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng học tại Liên bang Nga. Cuộc gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, ấm áp, thám tình hữu nghị với sự tham gia của khoảng gần 400 khách mời là những người đã từng có nhiều gắn bó, yêu mến đất nước, con người và văn hóa Nga. Tình cảm nồng ấm, phát biểu tại cuộc gặp gỡ tổng thống vladimir putin bày tỏ vui mừng được trở lại thăm việt nam xúc động được gặp gỡ giao lưu với những người bạn việt nam và luôn nhận được những tình cảm nồng ấm từ thế hệ những cựu sinh viên việt nam học tại nga những người bạn trí tình của nước nga những người đã có thời gian gắn bó và thấu hiểu về đất nước và con người nga nhắc lại thành công trên nhiều lĩnh vực của rất nhiều người việt nam từng theo học tại liên bang nga Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam tại Nga cho quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống trong nhiều năm qua. Tổng thống Vladimir Putin cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch nước Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam, cũng như tinh thần bất khuất, anh dũng của nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng phát triển và đất nước ngày nay. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối để các thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước và con người Nga, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị anh em giữa hai nước. Các khách mời đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính phủ hai nước để nhân dân hai nước thêm hiểu nhau trao đổi với hai nhà lãnh đạo về những định hướng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhiều vấn đề khác. Các ý kiến chia sẻ cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống gắn kết giữa hai nước Việt Nam, Liên bang Nga. Nhiều thế hệ người Việt Nam yêu mến nước Nga Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Tô Lâm đã bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga trong lịch trình hoạt động dày đặc của chuyến công tác đến Việt Nam, vẫn dành thời gian đến dự buổi giao lưu trong không khí của gặp gỡ nồng ấm và tin cậy của những người bạn gần gũi, những tình cảm và đối thoại chân thành từ trái tim đến trái tim, cũng như đã luôn yêu mến, dành sự quan tâm đặc biệt tới Việt Nam đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ hai nước, nâng quan hệ hai nước lên mức đối tác chiến lược năm 2001 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2012. Chủ tịch nước cho biết, một lần nữa người dân Việt Nam, trong đó các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam tại Nga, những người đã từng có nhiều gắn bó với nước Nga tươi đẹp, lại có dịp gặp gỡ tổng thống Vladimir Putin, người được nhân dân Nga đã và đang gửi gắm niềm tin trong suốt nhiều thập kỷ qua đưa nước Nga đạt được những thành tựu quan trọng và đang tiếp tục dẫn dắt nước Nga vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước khẳng định nhiều thế hệ người Việt Nam, kể cả những người chưa từng đặt chân đến nước Nga, luôn yêu mến đất nước, con người, văn hóa, tâm hồn và ngôn ngữ Nga thông qua những trang sách, thước phim và cả những câu chuyện của những người từng đặt chân đến nước Nga. Nhắc lại câu ngạn ngữ Nga, Mọi sự giàu sang chẳng sánh được tình bằng hữu, một người bạn cũ tốt hơn hai người bạn mới." Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó thủy chung của những người bạn Nga. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, tiếp tục kề vai sát cánh, giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách vì lợi ích của nhân dân hai nước chủ tịch nước cho rằng những chia sẻ ngày hôm nay của đại biểu trong khán phòng đã cho thấy dù hai nước cách xa nhau vạn dặm nhưng người dân việt nam vẫn quan tâm dõi theo nước nga đồng thời hết sức vui mừng với thành tựu và phát triển của nước nga luôn chúc nước nga thịnh vượng phồn vinh và phát triển mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức